Chào các bạn nha. Hôm nay mình nguyên nhỏ nhỏ các bạn. Mà mình bằng nhu bằng hành ha. Cái này ngang 2 m. Dài 9,5 m. Đi châu đi dài gia đình là ok ha. Nữa mình đặt máy luôn ha. Rồi mình làm xong mình báo giá cụ thể luôn. Đặt máy âm. Mình báo giá cụ thể cho các bạn xem luôn. Dạy mình ở đây nha các bạn. Các bạn để mình quay các bạn xem tham khảo ha. Đó, ở đây mình đóng nhiều lắm. Đủ chỗ hết. Gần hơn 5. Mình giao ký ở Thanh Mỹ ha. Hấp mừng đồng hấp. Đủ hết. Mình em hành xem tham khảo đi. Mình đóng thùng ra nè. Anh em thì có đóng thùng ra nhỏ lớn thì mình đóng đủ cái thứ luôn ha. Đóng theo yêu cầu của khách luôn. Đó. Thì alo mình, số điện thoại mình để trên màn hình nha. Cái này làm như bằng hiện các bạn ha. Ngang 2 m, dài 9,5 m. Đó, đặt máy âm luôn, máy Kia 25. Nè. Đó, thùng tạm bản nha các bạn. Đủ loại luôn. Dài 5 m. Ngang 1,2 m. Đó, mình quay giọng chạy mình cho các bạn xem tham khảo. Đây thùng nhỏ lớn đủ kích thước thôi các bạn. Thùng bằng hơn, thùng 87, thùng khôi. Đóng đủ loại, đóng các thứ. Anh em nào tâm lý gì alo mình. Rồi mình đóng theo yêu cầu hết luôn nha. Đó, chiếc vỏ này thì mình giao ở Thanh Mỹ nha các bạn. Thanh Mỹ H10 á. Mình vô đàn lấy cái mặt của chiếc vỏ ha. Cái này rộng á. Thank you.
chú đang gắt ong các bạn. Mình lội ra đây chỗ chú đang uống bia các bạn. Mình cũng xin dừng video tại đây các bạn. Nếu mà bạn xem video thật vui vẻ, còn ngày mới tốt lành, anh em nhớ ủng hộ mình, nhớ ủng hộ mình để trên màn hình nữa nha.